Chúa là vua thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa là vua muôn loài thờ kính. Là vua trên khắp dương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời trông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay giáo xứ chúng ta mừng lễ Đức Giêsu Kitô Phụ Chủ Bổn Mạng của giáo xứ. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng như những người trong gia đình trong giáo xứ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, cho nên muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người con Chúa hằng yêu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời. Trích sách tiên tri Đa-ni-ê. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị vô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị vô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc, tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phục sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Gioan tông đồ. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là đấng đã yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Ông Phi-la-tô đáp: ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này,
thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô hỏi lại: vậy ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Trong bài tin mừng, chúng ta thấy thì Chúa Giê-xu là trước tòa Phi-la-tô và ông hỏi Chúa Giê-xu ông có phải là vua không. Chúa Giê-xu đã hỏi ông là ông tự ý nói hay là ai nói cho ông. Và sau khi ông nói với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu nói: tôi là vua, tôi đến nước tôi cũng thuộc về thế gian này. Chúng ta nhớ là khi Chúa Giê-xu làm phép lạ nên bắn ra nhiều, dân chúng muốn tôn Chúa Giê-xu làm vua. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ đi sát bờ nước kia và rồi người lên núi cầu nguyện và đến với các môn đệ. Chúa Giê-xu đến, người là vua trên các vua, là Chúa các Chúa, nhưng không theo kiểu trần gian này, nhưng mà Ngài đến để cho con người chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người. Thì chúng ta thấy ai thuộc về chân lý, ai thuộc về sự thật, ai đi theo người trong cái đời sống này khi gắn kết với giá trị tin mừng, khi thể hiện niềm tin qua việc chúng ta sống yêu thương, qua việc chúng ta sống phục vụ, qua việc chúng ta dấn thân loan báo tin mừng, cũng sẽ được hưởng vinh quang với người. Mừng lễ Chúa Kitô vua như vậy nhắc nhở chúng ta điều đó. Để rồi mỗi người chúng ta được mời gọi không ngừng, không ngừng kết hiệp với người, nên đồng hình đồng dạng với người. Và trường tử đã đi vào trong vinh quang từ các thì thân thể màu nhiệm của người khi gắn kết như vậy được đi vào trong vinh quang vinh thực và nước Chúa hiện diện. Và ngày cánh chung để đến lần thứ hai và dâng tất cả lại Chúa cha. Ước gì với ơn Chúa Thánh Thần chúng ta không ngừng lớn lên ở trong tình yêu, trong ân sủng, chúng ta không ngừng kết hiệp với người trong lời cầu nguyện, trong việc sống yêu thương, trong việc sống chia sẻ, sống cảm thông. Và nhất là khi chúng ta hiện dâng thánh lễ, chúng ta kiến phúc sức sống của người để sống đời sống chúng ta chu toàn bổn phận của chúng ta và làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc của chúng ta thấm đẫm các giá trị của tin mừng. Lạy Chúa, chúng con thành thật dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết ban đài cho mọi dân mọi nước nhờ người được thiện nhất và bình an. Người hàng sâu và hiên chi muôn lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức dầu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh nhuệ, người hoàn tất bầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền vĩnh mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả của vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: Chúa chúng con.
trồng mây bay tạ ơn bè bát và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là thịt này sẽ đi nộp vì các con. Một thầy đứng đây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.